Chào mọi người, hôm nay mình đi chợ mà đang đi tự nhiên mắc mưa quá trời luôn cả nhà. Mưa là đường rất đẹp mà không có cái đường đẹp không đó. Ghé vô cái quán cóc bên đường này mình ăn cơm tấm. Quán này quán bình dân rất là thô sơ á, thấy nóc nhà không, quán bèo các bạn, quán bèo nhưng mà đồ ăn không bèo đâu nha. Với cơm khổng lồ có 20.000 các bạn, mọi người thấy không? À, có trứng chiên nè, thịt nướng nè, bì nè, mỡ hành nè, cà pháo nè các bạn thấy không? Rồi có dưa chua nè, rồi có đậu que luộc nè. Trời ơi, 20.000 một dĩa trà bá lửa luôn. Cà má mắm tôm, cà quần cà pháo, cà pháo bắp bắp sợi, quá ngon. Phải nói quán cóc này là ngon khủng khiếp luôn các bạn, ngon chưa từng thấy trong lịch sử quán cóc luôn á. Anh đi hàng trăm quán cóc rồi đó mà chưa thấy quán cóc nào ngon như quán cóc này. Chắc chắn đói quá. Không phải đói đâu chị, ngon thiệt chị. Đang mưa chứ mà không mưa khách chắc đông lắm tại đang mưa. Người ta mặc áo mưa ta vô hai dĩa sườn miếng. Ta vẫn đổi áo mưa đi ăn đó bạn, khách giảng lai ngoài đường ghé cho ta ăn nhiều lắm đó. Một chủ quán bà kể hồi xưa làm nước mắm ngon như đằng quán Thanh Sơn á, người ta thấy ngon quá cái xin bọc đem về mua bọc cơm, cái ta cho bọc rồi xin thêm bọc nữa, hai bọc có người xin hai bọc luôn. Xin đứt chịu ông nội giờ làm nặng này cho phải xin kể bớt không nói thêm như vợ tạm bữa nay làm vừa đủ không có dư thôi không tạm cho sẽ mất lòng. Mắm từ ngày lúc làm mình mặc không có tin hết còn quá ngon, 20.000 quà mất luôn.
thôi mà. Súp ngon quá trời, nó súp ngon, ngon dữ lắm luôn. Tiêu này, có cải muối này, có cải đỏ nè, có hành nè, thơm.